nay bước vào một bài tập giãn toàn thân. Hai tay mình đưa xuống mông, bén hai thịt ngồi sang hai bên. Rồi từ đây, mình thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm hai vai. Từ từ kéo cùi chỏ về gần thân người, thả mềm cánh tay. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Từ từ hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ rơi xuống, thả lỏng. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng các cơ, thả mềm hơn nữa. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết đi nào. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, kéo rốn về phía cột sống. Hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Từ đây, hít thở điều hòa. Đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít thật nhẹ và thở ra thật êm. Sau mỗi nhịp thở, hãy thả lỏng nhiều hơn nữa để cảm nhận sự thư giãn của toàn bộ cơ thể, của tâm trí và tinh thần. Sau một vài nhịp thở, từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng
mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên nào. Tác ý vào bàn tay, nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Rất tốt. Nhanh tay đưa áp vào vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và day ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, mềm vai. Thanh sang bên này này, phần chỗ của Thanh bên này đấy, không có sang đấy là mất hình. Hai tay đưa sang ngang, rồi đợi Thanh tí ha. Đấy. Vẫn rộng thoải mái, có sát tường không đụng đúng không? Rồi. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, khép cằm thở ra nhả mềm cơ, thả lỏng vai. Lần hai hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, kéo dài nhịp thở. Ba lần nữa, hít vào thật sâu, mềm vai xuống giang. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Hai lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, nhả hết những thán khí ra bên ngoài. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thả lỏng thở hết ra. Từ đây, thật chậm, hít vào bạn đẩy ngực, nâng cằm. Quan sát da cổ phía trước được căng giãn. Từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, thẳng lưng, mềm vai. Quan sát vùng gáy cổ phía sau được kéo giãn. Hít hai đầy ngực, nâng cằm, hơi mím môi dưới hướng lên. Quan sát sự kéo căng sâu hơn. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm lại. Thẳng lưng, mềm vai, hơi quặn xương cột xuống thảm. Quan sát sự căng giãn từ cổ gáy, các đốt sống và hai vai. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng thở hết nào. Từ đây, hít thật sâu, xoay cằm đưa sang trái, hướng lên trên, xoay hình số 8 nằm ngang. Thở ra, đưa cằm sang phải, hướng xuống dưới vào trong. Hít vào, nâng cằm ra bên ngoài bên phải. Thở ra, hướng sang trái xuống dưới. Quan sát chéo cổ. Hít sâu, nâng lên, đưa ra phía ngoài trái. Thở ra khép xuống sang bên phải phía trong. Hít hai nâng lên sang phải. Thở ra sang trái hướng vào trong. Hít ba nâng lên. Thở ra sang phải hướng xuống. Hít vào nâng lên ra ngoài bên phải. Thở ra sang trái xuống dưới.
Một vòng nữa, hít vào sang trái, lên trên, ra ngoài. Thở ra sang phải, hướng xuống. Hít vào sang phải, nâng lên. Thở ra sang trái, hướng xuống. Giữ nguyên ở đây. Thật chậm. Hít vào, xoay cằm sang bên phải, hướng ra ngoài, nâng lên. Từ từ thở ra, hướng vào trong bên phải, hướng xuống. Hít sâu sang trái, đưa ra phía ngoài, nâng lên. Thở ra sang trái, vào trong, hướng xuống. Lần hai, hít sâu sang phải, ra ngoài, lên trên. Thở ra sang phải, vào trong, hướng xuống. Hít sâu sang trái, ra ngoài, nâng lên. Thở ra sang trái, vào trong, hướng xuống. Vòng 3, hít sâu sang phải, ra ngoài, nâng lên. Thở ra vào trong, bên phải, hướng xuống. Hít vào sang trái, ra ngoài, nâng lên. Thở ra vào trong, xuống trái, kéo sâu. Một vòng nữa, hít vào sang phải, ra ngoài, nâng lên. Thở ra vào trong, sang phải, hướng xuống. Hít vào sang trái, ra ngoài, nâng lên. Thở ra vào trong, bên trái, hướng xuống. Thật chậm, hít vào, nâng cằm, đưa trở về giữa. Thở ra mềm vai, chúng ta xoay tròn đôi vai. 1, 2, rất là dễ chịu. 3, 4, tốt lắm. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và xoay ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thả lỏng. Chúng ta đổi chân. Đỡ bị mỏi, tê. Hai tay đưa sang ngang. Hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra hạ tay trái trên đầu gối phải. Rồi vươn dài cánh tay phải, áp tay. Chú ý, nhấn mông phải xuống, quan sát eo lườn phải được kéo giãn. Đẩy ngực phải lên, ôm khung sườn lại. Thật chậm, hít vào, xoay vai phải, lướt cánh tay phải, nâng lên. Một lần nữa mềm vai trái, thở ra vươn dài tay phải, áp tay. Rồi hơi quặn mông xuống thảm. Thật chậm, xoay vai phải, hít vào, tách tay trái, vươn lên. Thở ra, hạ tay phải sang đầu gối trái, mềm cùi chỏ phải, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Nhấn mông đùi trái xuống thảm, quan sát eo lườn trái được kéo giãn. Xoay vai trái, hít vào, nâng cánh tay trái, vươn lên. Thở ra mềm chỏ phải, vươn dài tay trái, áp tay. Thật chậm, xoay vai trái, tách tay phải, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Xoay người qua bên phải, thở ra tay phải, ra phía sau, tay trái, nắm đầu gối phải. Xoay mở ngực phải, quận mông hướng xuống thảm. Quan sát cột sống được vặn xoắn. Nhẹ nhàng hít vào, xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, xoay người qua bên trái, tay phải gối trái, tay trái phía sau. Mở ngực trái, mềm vai phải, quận mông xuống, quan sát cột sống được vặn xoắn sâu. Từ đây, xoay thân người trở lại, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, đưa hai tay ra phía sau lưng, hạ bàn tay trở về thảm. Khép hai cùi chỏ ôm vào đường giữa. Hít thật sâu, bạn đẩy hông, nâng lên. Thở ra kéo sương mù về phía xương ức. Thật chậm, hít vào hạ mông trở về thảm. Thở ra tiến hai tay về phía trước. Gập sâu thân người hướng xuống thảm. Đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước. Mềm vai, hạ mềm trán mũi xuống thảm nếu có thể. Quan sát sự thả lỏng của các đốt sống vùng cổ, gáy và hai vai.
quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng mông, vùng hông và vùng lưng. Thật chậm, hít vào thật sâu, duỗi ngực, nâng cằm, từ từ thở ra, hạ mềm trán xuống, thả mềm các cơ xuống. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Rồi từ đây, hít thật sâu, bạn từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, duỗi gối chân trái sang ngang, khép chân phải áp sát vào trong. Nhẹ nhàng đưa hai tay sang ngang, úp lòng bàn tay xuống thảm, hít vào một hơi thật sâu, thở ra đổ thân người qua bên trái. Đạp gót chân trái ra, hít vào lướt cánh tay phải nâng lên, thở ra chống năm đầu ngón tay trái, vươn dài cánh tay phải áp tay, đẩy hông phải sang bên phải, đẩy hông sâu, đẩy ngực phải lên, thả lỏng cổ gáy. Hít thở đều và quan sát sự căng giãn toàn thân, từ vai, cánh tay, lưng, hông, eo lườn và toàn bộ đùi sau chân trái. Xoay cánh tay phải, hít vào tách hai tay, nâng lên. Thở ra hạ tay phải xuống thảm, duỗi mũi chân trái, xoay vai trái, hít vào lướt toàn bộ thân người nâng lên. Quan sát sự căng giãn, giải phóng cơ thể toàn thân. Thở ra xoay vai trái, hạ mông trở về thảm, dựng cổ chân trái. Tiếp tục hít vào, vươn hai cánh tay nâng lên, chống năm đầu ngón tay trái xuống thảm. Thở ra vươn dài cánh tay phải áp tay. Tiếp tục đẩy hông sang bên phải, quận mông, đẩy ngực phải lên. Quan sát sự căng giãn, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2, 1, xoay vai phải, hít vào, vươn cánh tay, nâng lên, hạ tay phải xuống ngang hông phải, vuốt mũi chân trái, thở ra, xoay vai trái, đẩy hông, lướt toàn bộ thân người, mở vai, ngực trái, quan sát sự căng giãn toàn thân, hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, xoay vai trái, hít vào, hạ mông trở về thảm, thở ra thu chân trái trở về, duỗi gối phải sang ngang, dựng cổ chân phải lên. Hai tay đưa sang ngang, hít vào úp lòng bàn tay xuống thảm, thở ra hạ tay trái, chống xuống thảm, rồi hạ tay phải, chống xuống thảm, từ từ mềm hai vai, chìm cái hông vì mọi người đang bị, chị Hương đang bị lệch hông mất rồi. À, nó hơi bị đổ sang bên trái, đúng không? À, mình cân bằng một chút, hạ hai bàn tay xuống này, chỉnh lại cái hông này, chỉnh lại cái hông này. Đó, hơi quận cái xương cột xuống. Rồi, cổ Giang đang bị đổ phía trước này, đẩy ra phía sau. Cổ Thanh đang bị ưỡn này, quận lại, đúng rồi. Từ đây lại hít vào hai cánh tay sang ngang, thở ra chống năm đầu ngón tay phải, dựng cái cổ chân trái lên, vân. Rồi từ từ mềm cùi trò phải, vươn dài cánh tay trái áp tay. Có thể tiến tay phải sang bên phải sâu hơn. Đẩy ngực trái, xoay cằm hướng vai trái. Quan sát sự căng giãn eo lườn trái. Xoay cánh tay trái, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra hạ tay trái xuống ngang hông trái. Hít sâu vuốt mũi chân phải. Xoay vai phải, thở ra lút toàn bộ thân người đẩy hông lên. Quan sát toàn thân đang được căng giãn, xoay vai phải, hít vào hạ mông trở về thảm, thở ra thả lỏng, hai tay vươn lên hít thật sâu, từ từ thở ra, tiếp tục này, đổ người không là hông bị lệch, đổ người sang bên phải xiu xiu, nhưng cái hông trái lại phải đẩy ra, chống năm đầu ngón tay. À, Thanh ơi, tay này nó không lên theo chân đâu, nó ngang sang hông này, đó, đúng rồi. Di chuyển tay sang ngang, mềm cùi trỏ trái, vươn dài cánh tay trái, sắp áp tay, hơi quận mông xuống làm đầy thắt lưng. Hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, xoay vai trái, hít thật sâu, vươn hai cánh tay, nâng lên, hạ tay trái xuống ngang hông trái, vuốt mũi chân phải, thở ra xoay vai phải, đẩy hông lướt toàn bộ lên, đẩy vai ngược lên,
kéo xương mu về phía xương ức, hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra, thu chân phải trở về, hai bàn chân áp sát, hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, kéo gót về gần khớp háng, đẩy vai ngược lên, mềm hai đầu vai xuống từ đây. Hơi khép cằm thu về cổ, nhẹ nhàng hít thật sâu, duỗi ngực về phía trước, đẩy hai đầu vai ra phía sau. Thật chậm thở ra, khép cằm thu về cổ, mềm hai gối đùi, gập sâu thân người hướng xuống thảm, đẩy từ lưng dưới, sau đó lên lưng giữa, lưng trên, rồi khép cằm lại. Quan sát sự giãn duỗi của các đốt sống, quan sát sự thả lỏng của đôi vai và cánh tay, cảm nhận sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng khung chậu và khớp háng. Mềm hai gối và đùi, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít sâu, duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, từ từ thở ra, chìm sâu hai vai, quận mông xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào, đẩy đốt sống ngực về phía trước, mềm sâu hai vai xuống. Thật chậm, thở ra, duỗi ngực, gập sâu thân người hướng xuống thảm, vươn dài các đốt sống, cảm nhận sự vươn dài trong thả lỏng. Quan sát biên độ của lần 2 so với lần 1, cảm nhận và ghi nhận sự kéo giãn của toàn thân, cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng từ vùng vai, cổ, cánh tay, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới, đặc biệt là vùng khung chậu và khớp háng. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít thật sâu, bạn duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên, tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mở vai ngực ra dàng, thở ra mềm sâu hai vai, thả chìm hông xuống, thở hết ra bạn tách nhẹ hai chân, rồi duỗi gối, hai tay đưa ra phía sau, từ đây rũ nhẹ khớp gối. Chị Hương tập tốt hơn nhiều á, chịu khó. Tốt lắm. Rồi thật chậm, hít vào duỗi mũi chân, từ từ thở ra đạp căng gót chân. Cái chân của Vân nó bị hơi chướng vào trong, chú ý đưa ý về để cho nó thẳng song song. Hít hai duỗi mũi chân, từ từ thở ra đạp căng gót. Hít ba duỗi mũi chân và thở ra. Hít bốn và thở nào. Hít năm và thở ra. Rồi từ đây hạ gót chân xuống, gập các ngón chân xuống, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả. Và xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại 5 vòng. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi trở về. Bài tập cho Vân nhé. Cái chân này, cái gót nó cứ bị đưa vào trong như này. Và thế này thì chân nhiều khi nó bị cong ấy. Bài tập của em nhé. Em có thể ngồi như này được, nhưng em sẽ đưa gót ra à, đưa gót ra, đưa gót ra và kéo cái mũi chân về. Đấy. Sau một thời gian sẽ thấy khác. Với cả cái bài của em ấy, là bài này nữa này, rũ này, thì cái chân này nó sẽ thẳng. Sau một thời gian thôi sẽ thấy đo, thấy khác hẳn luôn. Có thể đo lại. Còn đây là ngồi nhé. Ngồi thì là đưa như này. Còn nằm em cũng có thể nằm xuống, nó sẽ giãn và nó ra rất là dễ. Nhưng ngồi cũng làm được như này. Để có những lúc mà mình không nằm mình cũng làm được. Thì chân nó sẽ thẳng. Ngày xưa chân chị cong lắm, xong chị tập một thời gian chân nó thẳng, lưng nó thẳng. Đó. Được không? Vì gót của mình nó đang bị quặp vào trong ấy. Nó không được thẳng ra như này. Đó. Rồi, chúng ta trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm, duỗi mềm hai mũi chân ra, nâng cổ lên giang. Chị Hương hơi khép cằm lại, chú ý hai cùi trỏ. Từ đây, nhấn một lực về bàn tay. Từ lực ở bàn tay đẩy lên vai.
Từ lực ở vai đẩy xuống hông, quan sát các đốt sống vùng lưng được kéo giãn. Cảm nhận lực từ bàn tay đẩy lên vai, giảm áp lực cho cổ tay. Thật chậm, hít vào quận xương cụt hướng lên trên, trũng thắt lưng, rút rốn, mềm vai, duỗi ngực, ghì vai xa tay. Chậm chậm thở ra, quận đỉnh mông hướng xuống thảm, quận tròn các đốt sống đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút cái rốn vào. Lần hai, hít vào thật sâu, quan sát sự chuyển động đi theo nhịp thở. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, quận tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết đi nào. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra bước chân phải sang bên phải, sao cho gót chân thẳng hàng với đầu gối chân trái. Thật chậm nhấn một lực về tay bên trái. Hít vào bạn lướt cánh tay phải, nâng lên mở ngực phải. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Hít hai lướt cánh tay phải, nâng lên. Chậm chậm thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Chú ý cùi trò tay trái. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát sự kéo giãn. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, hít vào bạn hạ tay phải trở về thảm. Thở ra nhấn lực về tay phải. Rồi nhẹ nhàng hít vào lướt cánh tay trái sang ngang, mắt nhìn theo tay. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Rồi hít hai lướt cánh tay trái sang ngang. Thật chậm thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Hai lần nữa hít vào. Nhẹ nhàng thở ra, giảm áp lực cho cổ tay phải. Chúng ta đẩy lực về bàn tay phải, đẩy lên vai, hít vào trái sang ngang. Một lần cuối, thở ra luồn tay trái qua nách phải. Từ đây, giữ nguyên đầu, bạn hạ vai trái xuống thảm. Sau đó, vươn dài đầu cổ về phía trước, hạ mang tay trái xuống. Ai tốt, tay trái có thể nắm lấy ngón chân cái bên phải. Ai tốt ha, còn không tốt thì không sao. Sau đó hít vào bạn lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra xoay vai phải, đưa ra phía sau lưng. Nắm vào eo lườn trái hoặc đùi trong chân trái. Quan sát cổ gáy, lưng, vai, eo, hông, lườn cùng toàn bộ đùi sau chân phải được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Thả lỏng cơ cổ bên trái, thở ra thật chậm, quận nhẹ xương cụt, mềm vai, thư giãn và thả lỏng. Một nhịp thở nữa, hít vào thật sâu, quan sát sự thư giãn, thả lỏng và cảm nhận sự thăng bằng. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây đưa ý thức về tay bên phải. Nhẹ nhàng hít vào bạn lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay. Chống năm đầu ngón tay phải xuống thảm, duỗi thẳng cánh tay. Quan sát vai nách phải, quan sát sự căng giãn, đa chiều của toàn thân. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm. Thu tay phải về trước mặt, xòe căng bàn tay, đặt ý vào lòng bàn tay, hít vào nhấn lực về bàn tay, nâng vai trái, thu tay trái trở về.
thở ra, chúng ta đưa hông về gót chân bên trái, nhấc bàn chân phải lên, quặn xương cụt hướng xuống thảm, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, vùng lưng và đùi sau chân phải, mềm hai vai theo khả năng, hạ lưng giữa xuống một tí giang. Ai cảm thấy căng phần chân sau bên phải thì chúng ta thu về một xíu, giảm áp lực. Hít thở đều và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra, thu chân phải, trở về sau, duỗi gối chân phải. Thở hết ra, bước chân phải qua bên trái, xoay mũi chân trái, chống ức bản chân trái lên. Chân trái từ đây xoay ra phía sau. Đúng rồi. Giang ơi, hạ gối xuống. Chân trái đang như này. Xoay cái chân trái ra phía sau. Đúng rồi. Nhấn lực về tay trái, hít vào, hạ bàn chân phải, vươn cánh tay phải nâng lên. Thở ra, vươn dài cánh tay phải, áp tay đẩy cái hông về phía trước, kéo giãn toàn bộ cơ thể. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5 4 3 2 một, xoay vai phải, hít vào, hạ bàn tay phải, trở về thảm, xoay chân trái, thở ra, thu chân phải, trở về cùng chân trái. Thở hết ra, chống hai ức bàn chân, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhấn một lực về bàn tay, từ đây bạn đẩy lên vai, quan sát cánh tay được làm dài và kéo giãn. Từ lực ở vai, bạn đẩy lên hông, quan sát vùng lưng được kéo giãn. Từ từ hạ mềm thân xuống, trùng nhẹ gối, đưa rốn về gần đùi. Quan sát khi bạn cuộn xương cụt hướng lên bầu trời, cảm nhận mặt sau phía thân người được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào, kiễng gót chân phải, hạ mềm gót trái, xoay cằm qua bên trái. Từ từ thở ra, hạ gót phải, kiễng gót trái, xoay cằm qua bên phải, thư giãn và thả lỏng. Tiếp tục hít vào, phải nâng, quay sang bên trái, thở ra, hạ trái, xoay qua bên phải. Hít sâu, hạ phải, quay cằm sang trái. Từ từ thở ra, hạ trái, quay cằm qua bên phải. Ôi, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Hít vào, bạn kiễng cả hai gót chân cằm về giữa. Thở ra, hạ mềm, hai gối trở về thảm. Thở hai hết ra, bạn duỗi mềm mũi chân, kéo mông về phía gót chân, quặn mềm xương cụt hướng xuống thảm, hạ mềm vai, hạ trán mũi trở về thảm. Từ đây, hai tay đan vào nhau, bạn nhẹ nhàng xoay cổ tay, thư giãn và thả lỏng. Và từ từ xoay ngược lại. Thật chậm, tách hai tay sang ngang. Từ đây, xoay rộng bàn tay, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, chỉnh bàn tay song song rộng bằng vai. Thở ra, bước chân trái sang bên trái, sao cho ngót chân trái thẳng hàng với đầu gối chân phải, duỗi hông. Nhí bị lệch vai rồi, đẩy cái vai và lưng trên một xíu, đúng rồi. Nhấn một lực về bàn tay bên phải, thật chậm, hít sâu, bạn lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái. Mềm mại, thở ra, luồn sâu tay trái qua nách phải. Rất tốt. Hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại, thở ra, luồn sâu tay trái qua nách phải. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát sự căng giãn toàn thân. Một lần nữa, hít vào, vươn lên. Từ từ thở ra thật chậm, luồn sâu tay trái qua nách. Rồi từ đây, hít vào, bạn hạ tay trái trở về thảm, nhấn một lực về bàn tay trái, thở ra, bạn duỗi hông. Từ đây, tay phải sang ngang, hít vào, lướt cánh tay phải, mềm vai,
thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, chú ý cùi chỏ trái, hít hai lướt cánh tay phải sang ngang. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, hai lần nữa hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa hít vào, từ từ thở ra thật chậm, luồn sâu qua, thật chậm. Từ đây bạn hạ vai phải xuống thảm, rồi vươn dài đầu cổ về phía trước, hạ mang tay phải xuống thảm. Bàn tay phải có thể nắm lấy ngón chân cái bên trái, quận nhẹ xương cụt lên. Đưa ý thức về tay bên trái, hít thật sâu, bạn lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra xoay vai trái, đưa qua eo đườn phải hoặc vào đùi trong chân phải. Quận nhẹ xương cụt lên, thả mềm đầu cổ, quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng chéo cổ bên phải, vùng vai phải, lưng, vai, hông và đùi sau chân trái. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít sâu lướt cánh tay trái, nâng lên, thở ra vươn dài cánh tay trái áp tay, chống 5 đầu ngón tay trái xuống thảm, thả mềm cùi chỏ tay trái, quan sát sự căng giãn, thả mềm và cảm nhận khi da của bạn, thân của bạn, xương khớp của bạn cảm nhận sự hòa quyện khi được giãn toàn thân. Từ đây, nhẹ nhàng thu tay trái về trước mặt, xòe rộng bàn tay, nhấn lực về bàn tay trái, tách tay phải, hít vào từ từ bạn nâng vai và đầu thu tay phải trở về thảm. Thở ra quận mông xuống thảm, đưa mông về gót chân phải, nhấc bàn chân trái, hạ mềm vai, hạ mềm trán mũi trở về thảm. Quan sát sự thả lỏng toàn bộ vùng thân trên, thân giữa và thân dưới. Cảm nhận đùi sau chân trái căng giãn sâu hơn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào từ từ đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra thu chân trái trở về cùng chân phải. Đẩy hông lên một xíu, thả lỏng hông. Nhẹ nhàng xoay hông qua trái, xoay cằm sang trái. Từ từ xoay hông sang phải, xoay cằm qua phải, thư giãn hông. Một lần nữa xoay hông qua trái, xoay cằm qua trái. Từ từ xoay hông sang phải, xoay cằm sang phải. Rồi từ đây, hít thật sâu cằm về giữa. Thở ra duỗi gối chân trái, bước chân trái qua bên phải. Từ đây, nhấc chân phải, chống ức bàn chân ra phía sau, nhấn một lực về tay bên phải. Đúng rồi, hít sâu lướt cánh tay trái, nâng lên, hạ bàn chân trái trở về thảm. Thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay, quan sát sự căng giãn toàn thân, giải phóng nguồn năng lượng dư thừa, cảm nhận sự dẻo dai. Từ đây, nhẹ nhàng xoay vai trái, hít thật sâu, hạ bàn tay trái trở về thảm. Thở ra xoay chân phải, thu chân trái trở về thảm. Thở hết ra, bạn chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Từ đây, nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy lên hông, kiễng nhẹ gót chân, trùng nhẹ gối, đưa rốn về gần đùi, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Quan sát sự căng giãn mặt sau thân người và cảm nhận cơ thể đang được đảo chiều trong không gian. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức về chân bên trái, hít thật sâu bạn lướt chân trái, nâng lên, duỗi mũi chân, gập đầu gối trái hướng gót chân về mông, thở ra co gối trái về giữa hai bàn tay, hạ mềm gối trái xuống thảm, duỗi chân phải trượt dài ra sau, úp hông phải, hạ mềm mu bàn chân phải, xoay cằm, mắt nhìn thẳng. Tiến hai tay về phía trước, thật chậm, chống 10 đầu ngón tay. Hít vào, bạn đẩy ngực, nâng cằm, mềm vai.
Từ từ thở ra, trượt sâu hai tay, duỗi dài thắt người, đẩy hông ra sau, duỗi ngực về phía trước, hạ mềm chán mũi xuống thảm, hạ mềm hai vai, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng mông sâu bên trái, cờ cẳng mạc đùi chân trái, toàn bộ vùng hông, lưng, vai, cánh tay và chân phải cũng được duỗi dài. Thư giãn và thả lỏng, thật chậm, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận toàn thân của bạn đang được kéo giãn, thả lỏng và thư giãn. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn từ từ thả lỏng và cảm nhận sự kéo giãn, thư giãn, thư giãn. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Nhà mềm các cơ, thả lỏng các khớp, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt, nhịp khí thở và toàn thân của bạn. Từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người trở lại, duỗi mũi chân phải, thở ra co gối phải, thu về bước qua cạnh ngoài chân trái, đẩy thẳng lưng, mềm hai vai. Hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, mềm vai. Xoay người qua bên phải, cùi chỏ trái cài qua đầu gối phải, bàn tay trái áp vào mông phải, thở ra xoay cánh tay phải ra phía sau, xoay cằm mắt nhìn theo vai phải, cuộn nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, quan sát và cảm nhận sự căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng dưới, toàn bộ vùng vai ngực. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 một, nhẹ nhàng hít sâu, xoay thân người trở lại, vuốt hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ bàn tay trở về thảm. Có thể duỗi mũi chân. Từ đây, bạn đẩy hông, nhấc chân trái, tiến lên. Sau đó tiến hai tay về phía trước, trùng gối chân phải. Thật chậm, hít vào bạn duỗi ngực, mềm hai vai và cùi chỏ. Thở ra khép cằm lại, hơi quặn mông xuống. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ vùng lưng dưới, lưng giữa. Mềm vai xuống. Từ đây, hai tay vươn dài về phía trước. Hít thật sâu, bạn nâng hai cánh tay, vươn lên. Từ từ thở ra, đưa hai tay ra phía sau. Chống bàn tay xuống thảm. Sau đó thu chân phải và chân trái trở về phía trước. Hai tay hướng về phía mông. Khép cùi chỏ ôm vào đường giữa. Hai mũi chân duỗi thẳng về phía trước. Ở hơi hít vào, bạn đẩy ngực, nâng lên. Ở hơi thở ra, bạn nâng hông, duỗi dài cơ thể. Hít thật sâu, từ từ hạ mông trở về thảm. Thở ra, nâng hông lên. Chuột rút à? Chuột rút không làm cái này nữa, co gối về, làm cái bàn. Còn ai không chuột rút thì vẫn làm. Rồi, thở ra, đẩy lên nào. Một lần nữa, hít sâu, hạ mông trở về thảm. Từ từ tách chân ra nữa đi Giang. Từ từ thở ra đẩy nâng lên. Rồi từ đây hít vào hạ mông trở về. Thở ra co hai chân về sát mông. Nâng mông lên. Hai tay đưa ra phía trước. Bật nhảy hai chân ra phía sau. Trở về trong tư thế về ngược. Nhấn một lực về bàn tay. Đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy lên hông. Từ lực ở hông đẩy xuống gót chân. Từ đây đưa ý thức về chân bên phải, hít thật sâu bạn lướt chân phải, nâng lên, gập gối chân phải hướng gót chân về mông. Thở ra co gối phải về giữa hai bàn tay, duỗi mũi chân. Hạ mềm chân phải xuống thảm, trượt dài chân trái ra sau. Mềm mũi chân trái thật chậm chống 10 đầu ngón tay. Hít vào đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra di chuyển hai tay, hạ mềm bàn tay trở về thảm.
duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước. Trả mềm cơ thể, thả mềm cơ thể, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng mông sâu bên phải, cơ căng mạc đùi chân phải đang được kéo giãn. Thả mềm đôi vai và cánh tay. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ cột sống vùng lưng, sự thả lỏng vùng mông và đùi sau của chân trái. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng và thư giãn. Quan sát sự căng giãn, giãn duỗi của toàn thân. Từ đây, bạn thu hai tay về gần gối, nhấn một lực về bàn tay, hít vào từ từ nâng thân người trở lại, chống 10 đầu ngón tay, thở ra thu chân trái trở về, bước qua cạnh ngoài chân phải, hạ mềm mông trái, duỗi thẳng lưng, mềm vai. Hai tay đưa sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, xoay người qua bên trái, đưa cùi chỏ phải cài qua đầu gối trái, bàn tay phải áp vào mông trái, xoay tay trái hướng ra phía sau, mở ngực bên trái, quận xương cột xuống thảm, quan sát cột sống được vặn xoắn, quan sát toàn thân. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm hít vào, bạn xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay nâng lên. Từ từ thở ra, bạn duỗi gối chân bên trái, rồi nhấc chân phải tách lên một chút, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Rồi duỗi cái lưng ra phía sau, duỗi cái ngực về phía trước, mềm hai vai và cùi chỏ. Quan sát lưng dưới, lưng giữa được kéo giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra từ từ thu chân phải trở về cùng chân trái. Rồi hai chân kéo sát về mông, nâng mông lên. Hai tay về phía trước, tách hai bàn chân sang hai bên. Gót chân hướng vào trong, trong tư thế Malasana. Hai tay chắp lại phía trước ngực, đẩy hai gối đùi ra hai bên. Quận xương cột hướng xuống thảm, quan sát vùng khung chậu và khớp háng căng giãn, mềm vai ngực, thả lỏng vùng cổ và toàn bộ khuôn mặt. Chậm rãi hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng hông và lưng dưới, thư giãn. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng từ khuôn mặt, từ vùng cổ, gáy, hông, lưng, vai. Ôi, từ từ thả lỏng. Từ đây hạ bàn tay trở về thảm, hạ mông trở về thảm. Chúng ta xoay người và hạ lưng xuống thảm. Khép cằm thu về cổ, co hai gối lại. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay buông xuôi theo thân, check một góc 45 độ. Từ đây, trở về trong tư thế cây cầu. Thật chậm, hít vào, bạn quận xương cột hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, rồi khép cằm lại, kéo xương mu về phía xương ức, rồi kéo bụng dưới lên nào, nhíu hậu môn lại, kéo đáy chậu lên. Từ từ thở ra, kiễng nhẹ hai gót chân,
đẩy hông lên, khép cằm lại, quan sát sự căng giãn mặt trước thân người. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, tốt lắm, 4, 3, 2, 1, thật chậm, thở ra hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm gương mặt, thả lòng các cơ. Rồi từ từ hạ mềm gót chân trở về thảm, nhấc vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Tiếp tục thu hai gót chân tiến về gần mông. Theo khả năng của bạn, thu chân về một tí chị Hương, chân rộng quá. Rồi, từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Thật chậm, khép cằm lại, từ từ đẩy hông lên, hết biên độ, kiễng nhẹ gót chân lên, kéo xương mu về phía xương ức. Rồi tiếp tục kéo đáy chậu lên, khép cằm lại, quan sát cổ gáy, hai vai và mặt trước thân người được kéo sẵn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm thân trên, lưng giữa và lưng dưới. Hạ mềm gót chân xuống thảm. Từ đây, tách hai chân sang phía ngoài mép thảm, gần mép thảm. Khép cằm lại tí nữa ra. Đúng rồi, nhấc vai, duỗi dài ra. Rồi từ từ hạ mềm vai xuống, nhấc hông vào lưng dưới, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Từ đây, đưa ý thức về vùng xương cụt thật chậm. Hít vào quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, rồi đẩy hông lên nữa nào. Hơi siết nhẹ cơ đùi, quan sát khung chậu, màu chậu được kéo giãn, kéo lên, khép cằm lại. Từ đây bạn đưa tay trái hướng vào trong, đưa tay phải hướng vào trong, lách nhẹ vai vào, lách nhẹ vai vào. Đúng rồi, đan tay đẩy căng vùng hông của bạn lên, khép cằm lại, quan sát sự căng giãn chắc chắn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, có thể rút đáy chậu lên. 5, 4, 3, 2, 1, tách hai tay, từ từ thở ra, bạn hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ. Rồi từ từ thả lỏng, nhấc vai và lưng trên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, đẩy cao lên, rất tốt. Rồi sau đó đưa hai tay đan vào nhau, lách vai phải vào trong, lách vai trái vào trong, thêm một chút nữa, khép cằm lại, duỗi dài ra, duỗi dài lưng ra, đẩy hông ra, kéo xương mu về phía xương ức. Rồi hít thở đều bạn giữ ở đây, 6, tốt lắm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ tách hai tay, giữ nguyên vai. Thở ra bạn hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, quan sát sự thả lỏng. Thật chậm, nhấc vai và lưng trên lên, thở ra thả mềm cơ thể xuống, khép cằm lại. Từ đây bạn duỗi gối chân trái ra nào, hít thật sâu, bước chân phải qua cạnh ngoài gối trái, hai tay đưa sang ngang, úp lòng bàn tay xuống thảm. Thở ra từ từ bạn đổ thân người qua bên trái, thu tay phải xuôi theo thân, theo quán tính, thở hết ra thả mềm vai phải xuống, rồi đưa tay trái đặt lên đầu gối chân phải. Thật chậm, đưa ý thức về chân bên trái, hít sâu co gối trái, thở ra đưa bàn tay phải nắm lấy mu bàn chân trái, nhấc hông, thả mềm vai phải. Quan sát sự căng giãn và thả lỏng. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3,
hai, một. Từ từ thả lỏng hai tay duỗi gối. Từ đây hít vào thu chân phải trở về thảm. Thở ra co gối trái lại. Bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải. Thở hết ra xoay người qua bên phải, xoay cằm qua bên trái. Thả lỏng vai trái, thu tay trái ra phía sau. Rồi nhấc cái hông đưa vào trong. Đặt tay phải lên đầu gối chân trái. Sau đó nhẹ nhàng co gối chân phải. Đưa tay trái nắm lấy mu bàn chân phải nếu có thể. Quan sát sự thả lỏng. Hít thở đều, bạn giữ ở đây có thể mềm vai nhích hông. Di chuyển, tìm điểm nào bạn cảm thấy giãn và thư giãn nhé. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào duỗi gối chân phải. Thở ra thu chân trái trở về. Rồi hạ mềm thân người xuống thảm. Hai gót chân sang hai mép thảm. Hai tay đưa xuống mông. Vén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhấc lưng dưới duỗi dài. Nhấc vai và lưng trên duỗi dài. Hạ mềm xuống thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, check một góc 45 độ. Thả mềm các cơ, thả lỏng các đốt sống. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, bạn cảm nhận thật sâu sự thả lỏng từ các ngón chân. Sự thả lỏng này trải dài vào lòng bàn chân, lan tỏa lên cổ chân, mu bàn chân, bắp chân, khớp gối, hai bên đùi, khớp háng và tiếp tục lan tỏa vào vùng bụng, trải dài lên vùng ngực, lan tỏa sâu vào các cơ quan nội tạng. Sự thả lỏng này tiếp tục được lan tỏa lên vùng vai, cổ và tràn xuống hai cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Tiếp tục, sự thả lỏng này được lan tỏa từ vùng cổ gáy, trải dài xuống tấm lưng của bạn, xuống các đốt sống dọc lưng. Bạn cảm nhận một sự thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Sự thả lỏng từ cổ gáy bắt đầu lan tỏa lên phía sau đầu, tràn lên đỉnh đầu và từ từ tràn xuống khuôn mặt. Từ vùng trán, hai khuôn mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và căm của bạn đang bao phủ một sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Thank you.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, co hai gối lại, nhấc lưng, hạ mềm lưng xuống, hai tay đưa cao qua đầu, mềm hai cùi chỏ sang hai bên, các ngón tay hướng vào nhau, nhấc bàn chân lên. Từ đây, nhẹ nhàng đổ hai gối qua bên trái, hạ mềm xuống thảm, xoay cằm sang bên phải, thả mềm vai, thư giãn và thả lỏng vùng hông cùng lưng dưới, thả mềm hơn nữa các đốt sống vùng ngực. Thật chậm, hít vào thu hai chân và thân người trở về giữa. Thở ra đổ hai chân và gối sang bên phải, hạ mềm xuống thảm, từ từ xoay cằm sang bên trái. Từ đây, hít vào đưa thân người trở về giữa, hạ bàn chân xuống thảm, hai tay thu trở về. Thở ra nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay đưa chắp lại phía trước ngực, thả mềm vai, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa, mềm vai, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Rất tốt, tiếp tục. Hai tay đưa áp vào vùng mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay bạn chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.